Xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Khăn khăn. Hồi canh hồi lại chút hiên à. Hello. 咱俩一人来水果园儿。孙呢？行不行？行不行？孙他是不是？咱俩。孙呢？孙，康伟。那玩意儿。孙，这就是肉牛的，他就这样。这就是肉牛的，他就这样。康伟，康伟。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 康
Bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Bữa nay á là ngày đầu tiên em về quê nè. Bây giờ sáng nay ở trong thôn em á có cái chú đi bán nho á, cho nên là anh xã chị ra mua. Tính qua tiền Việt mình á thì chỉ có 22.000 một ký nho thôi. Nho này tuy hơi chua á nhưng mà mình ăn cái vị của nó cũng rất là ngọt. Chú này đứng một lát á là ở đây á là có mấy người là đều mua hết luôn á. Nã à gì nã nó có xéo chơi là cô lại chưa biên tha chung khởi cô chi là à đây sơ sơ đó à đang lô tha chung câu cô chi là nâng cô chi thiên chi hảo hảo khang à chén gầy la gầy la chén gầy nì la bị đây yêu是的。对，不能唬你。哈哈。bữa nay bí nó lòi ra. Mấy trái bí, dây bí ba lực hết à. Giờ còn mấy trái bí đó là bí già ở nhà em để lại là mùa đông á, có thể ăn được á.
Cái này thì bữa nay cũng lớn rồi. Chút nữa em ra quay cho cả nhà mình xem nha. Bây giờ nhà em vô ăn sáng. Đâu mãi, mấy cái rừng đâu mãi. Bên này mẹ cũng giặt rồi treo lại mấy cái áo mùa đông á, tại vì thời tiết ở chỗ em cũng mau lạnh nè, chuẩn bị lạnh nè. Ba ba, ta cài tua sào thiên cho biên lận là. Ừ, có lận á. Ừ. Hà gì cơ vậy hả? Năm mai chưa xin chuẩn bay à? Sai rồi. Ừ. Tha phổ thâu gió điện xoang ta sơ gì thiên sang nè. 33.000 mà được 1,5 tí. Nhưng cũng rỉ quá trời vậy. Khăn này好像就是一点十二点，你还看昨天对吗？嗯，那是行了，我看一会儿。嗯，我就听声音，将那说错了。嗯，他不讲，不讲，不是我看能看的。嗯，我应该让他们看的。那个能看了哈，因为打电话，打电话也懂了对吗？那就好了。那你这不这，我就让他们知道了。那不能再让他们。 这特别紧身的，不紧紧身的就它都不好吃。没松嘛，拉点儿。啊，就太紧了，就太多了，营养不好，对吧？对。这个太好了，是吧？嗯。米给我，木给奶奶，我捏呢，给奶奶，那肉咖，就那那，咸咸的，米给用姜给加料。哦，这奶奶啦，那咸瓜，就那那，那，它不硬棒。 妈妈以前也种过葡萄的吗？对，种好几年了，种10年了，都累坏了。10年，不长钱哈。嗯。一大片8亩多地呢。嗯。是它。多少亩地？8亩多地，8亩半地。嗯，8亩半哈。嗯。8亩肉，栽种过的，栽种过几亩地的，就680亩。哦，看到吗？哦。阿财。 什么什么？六百六哈。嗯。六还得给家整东西，这是3年。现在他也懂，对吧？嗯，活儿不挣钱了，完事儿我就往回去打工。嗯。一天不上个人儿，就一年挣500块钱，累坏了。上个人一年挣500，一人500块钱都挣不上。嗯。那时候不会干，现在也不一样。那这会儿可挣。 9000多块钱，嗯，咱有孩子死了以后，所以谁都没留过。但是我们家的地慢慢给别人住了，是吧？现在我们就干不了，这通了。这是花都有沟了，沟了。再这地嘛，都没有。到时候以后是吧？ 你看，你这，你找不着人。还行，有啥？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 还行，
你说我们自己整苞米的，一年能赚钱吗？能赚钱，这是我那个苞米的工资了。首先不赚钱，你苞米，我打的还少，打输。家里人就能赚点哈。首先那边没有机器啊，都是收拾。一边他种地的，然后一边他种他是一庄的嘛。 没事，都吃饭吗？吃。你看，哎喝。这猫看你这家就那个了，还管吃呢。咱们这边安全还能安吗？能安。多少钱一户？2300。2300。 Nhà em á là cái lắp đặt cái khí này á là một năm á Mỹ nói là xài chỉ có 2.000 tệ thôi, là tính qua chỉ có 6 triệu mấy tiền điện mình. Mà mùa đông á nha là đốt cái chỗ này nè, mấy cái chỗ này. Đốt cái này nó sẽ sưởi ấm ở trong nhà em, nó lan tỏa hơi ấm ra trong nhà không có lạnh. Rồi đốt ở trên giường nữa, hơi nóng trên giường nữa, rồi còn cái này thì nấu ăn nữa. Nhưng mà chỉ có 6.6 triệu một năm thôi. Bây giờ nhà em ăn sáng nè, cái này á là ngày qua đi quán á, xong rồi còn dư á, cho nên là người đi một ít đem về, chị Út cũng đem. Mai luôn cửa là cho nó mấy lộ xương mẩy rồi mà. Chi rồi vậy? Cái tương ớt nè, bữa trước nhà em làm á. Rồi cả nhà ăn cơm chung với lại gia đình em nha. Rồi bữa ăn đi nha. Buổi sáng khơi đi. Khơi cho suy riêng mà. Hơi hậu. Rồi trồng phở nè. Hái rồi cho cái chịu là số gì thấu đâu cảm tung nè. Quay rồi thôi, suy nghĩ suy nghĩ. Chưa, ví dụ như tung là quay gì tha hậu thẳng là tha thu cho mày ăn, chứ chưa ăn thẳng là đâu một cản tung là. Quá thật là, có gì cũng muốn thế này, cuối là cao cuối này. Quá thật là cái đấy sao? Này, cái này sao? Nha, như xin là chưa chọn rồ sơ. À, đây. Bữa em trồng mấy cái lá này, bữa nay trời ơi, về lại lá nào lá nấy cây tốt quá trời tốt luôn. Vậy mà bữa sải rồ sờ không lên rồi này kia. Nên xíu tốt, xíu tốt sao vậy thì thật. Đó là nhà em năm nay trái cũng nhiều lắm luôn. Mời cả nhà mình ăn táo tàu nha. Nhưng mà giờ nó chưa có lớn. Cái này á, tới mùa thu á. Cái này thì tới mùa thu á, táo nhà em mới bắt đầu. Biết, thôi.
Tới mùa thu thì táo nhà em mới bắt đầu già, nên bây giờ là vẫn chưa có ngọt, giờ chưa có già đâu. Cái mạch nước ở ngoài sau vườn táo nhà em á chảy miết luôn, mà chảy càng ngày càng nhiều chứ không có ngưng luôn. Cái mạch nước tự nhiên á, tự chảy luôn. Bữa trước em có đăng cái video em nói nó chảy được một tuần á, nó vẫn không ngừng thì tùy thợ xử lý hậu ta ha. Bây giờ nó vẫn còn chảy nè. Bây giờ tôi muốn sẽ xảy ra rồi. Cô xịn là chẳng bù hào hả? Đây à, dưới huy chuyện cha nãy có lão cho cha xin lỗi là mẹ chồng đầu đỏ. Xin lỗi tôi. Khăn cua sự gì mãn đâu sư? Cho chúng ta mà. Đây, mãn đâu sư? Ồ, quá trời luôn, nhà em tới 100 cây táo tàu ơi, sao nhà năm nay có táo ăn nè. Bây giờ ba đang chiết rau này cả nhà. Bữa trước ba chồng á thì mỗi bên á là ba chồng bảy hàng. Ba chồng có hai loại rau. Mà bây giờ có nhiều cây nó lên không có tốt á, cho nên là có chỗ thì lên dày quá, không có chỗ thì cây bị chết, cho nên là bây giờ mình ba phải chiết lại, kiểu như là chỗ nào dày thì mình đem qua bên chỗ thương mình trồng lại. Cho nên là xong cái bước này thì mai mốt sẽ để cho nó lớn đều với nhau. Mà mấy cái cây mà giờ ba nhổ lên á thì ăn được, tại vì không có xịt thuốc á, cho nên là ba nhổ lên là nhà em vẫn có thể nấu cơm ăn. Ba trồng theo mùa đông là qua tới mùa xuân lại á, nhà em ăn lại tới khi mà được trồng rau lại luôn, mới hết rau cải. Tôi phải tưới nước, tưới nước. Tôi hồ lại không được, không được. Chưa ra gì sau thì trưởng đại rồi, đúng không? Tôi phải tưới nước, Hi, xin chào bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Em ra em ngồi chơi với ba, nhưng mà ba không có cho em phụ đâu nha. Tại vì á, cái này ít việc á, cho nên là ba nói là để ba tự làm luôn. Khi nào mà nhiều á, ba làm không nổ á, thì có gì ba chỉ cho em với là ở xã rồi này kia làm. Cho nên là bây giờ em là chiều ý ba luôn, để cho ba làm cho ba vui. Dế châu suối nè, châu là dế căn hộ. Hà chú nay à, tô này, ví dụ này, nhìn này cả chân là cháu là thái này chú hoàng rồi. Thế cháu thấy cái bức ảnh này. Thế là thái tả này bẹn rồi. Thế cái sinh chi rồi. Thái cái tả này bẹn sẽ coi rồi. Thôi, thế chân này hả, thế chân này không được. 不行的没来搞是不是啊不一定的啊反正还没理由的啥也没理由的啊不行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 的啊
chú đang xin cha cho cảnh chế cho khoa hoàng xin đi niệm rồi hả? Ừ. Hả? Khoai cô xin niệm rồi. Dâu lão di suy là mà. Hậu khoai hả? Dâu. Di niệm. Cha lão di suy là. Đúng. Đúng. Cha lão di suy. Hải lý sử là chín đi đèn á. Bà bà xô lý sử là chín đèn. Chính thiên biết ảnh tâu tha tha số tha giao tha tha căng hủ ra chứ lại chứ chứ thôi. À, sấy 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 sôi không được. Sấy nắng sôi nè. Nhớ anh đưa rảnh là chú ở sửa xôi sang sửa xôi tớ bên đâu sửa là mà sấy nắng xoan chú lại rồi. Ừ, đây à, sấy nắng xoan chú lại. Hủ di thiên khai sinh di thiên bà à. Bé mèo hon mà qua nhà em ở ở đợt giờ cũng lâu rồi mà cho ăn sáng chiều đồ cho ăn miết rồi mà không có mập. Mèo, cô lại. Này, cô lại, cô lại, cô lại. Cô lại bao bao. Khoai đi. Mèo. Một bao tha tha gì pha. Bị pha là. Sư pha cho chị treo là hai pha. Đây nè, đây này nè, anh này. Ôi mẹ à. Giả hình sung nè. Chạy. Chạy. Cô là. Chạy. Ha ha ha. Ha ha ha. Anh mèo mới qua sau rồi cắn anh mèo đợt giờ nhà em á, cắn chạy mất tiêu rồi. Đấy nè. Cháu của dì Út nè. Cháu trai á. Con của con gái dì Út. Dì Út rủ bữa nào em đi lên nhà con gái dì Út chơi. Bữa nào em đi. Nì ma, nì ma cho nả lì lờ. Sông ma hả? Chào chú ma. Chú ma.嗯，你好，我真的好，真的好，我真的好。今天怎么听话哈？哈哈哈哈哈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 。今
我也不带了，来一个月我也没带过，还不咋个弄。我眼睛呢？我放在这了，还有一个有鱼去吧，走去吧，有鱼去，走吧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 ，走
bà tha được xiêm mấy con biết thương phi hay là nhỉ phi nhớ hồi cũ anh rồi ha sợ xài tốn tiền nữa cả nhà ha su tha pa tha pa ha ai xài được xiêm không tụng mà tụng chưa 你吃了你都你你两个啥的你吃不了你就超了我那个那个你看那个工币他多少毛呀长很高了我的妈今天多少变了你别去赚那些完了哎呀妈呀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 哎呀
看我是不刚才的这个菜呢白菜能好吃吗我吃生的吃生的羹啊你可真好还啥都吃啥都吃那我都不吃多少就连着我也吃我也生白肉我也吃但他真吃我你叫啥吃不了他不那你菜包饭你能吃吧那玩意你能吃搁点香着了搁点就是辣椒酱
行行，我们加一个辣椒多了。啊，你吃这个吗？我那啥，我你要你愿意吃这样的辣椒酱啊？嗯，你是不是一会儿再带一点回来配色？我不是，我明儿那啥，明儿我到的那以后是有红辣椒的时候，你完我给你整红辣椒，你做。嗯，一个对，我们这一大对呢。那你咋这会儿吃饭呢？刚才零点我吃方便面。然后四点啊，我就不饿，是不是？四点我不饿，然后我就不吃，然后现在我就饿，然后现在我就多饿多吃，那多那吃，没说没管，谁没说你？对，嗯，吃吧，到哪儿都没事儿。咱家认一个亲友呢，我知道，我没不好意思，没当真。那必须得这样，不是？你那我就没有你那活泼，其实我跟你一样，到哪儿我也不着急。嗯，对。我不会着点，到哪儿都有人都稀罕。嗯，以后得人缘儿，上哪儿去都扔哪里也难活。颗粒这边中，嗯，那还是多买点，就要这巧克力，自个儿点的。有奶呀，喝奶吧。嗯，然后就是现在喝吗？喝，喝一点吗？嗯，想吃这个？想吃吗？要舅妈问一口。真的气人，就用吃饭可老生气了。就是吧，喝奶就行，喝奶好。嗯，大婶，他这玩意儿吧，有时有一顿你不奶点奶，不买点奶你喝吧。后来呢，到医院说的行，有啊，断买了吗？嗯，买点牛奶的留在家，我看你爱喝，爱喝。小罗得是山是水，巧克力。那玩意儿啥说他牙不好，我就没不给他喝了。Vậy là video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú và anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo. Nếu cả nhà yêu thương gia đình Tiểu Hồ thì cho em xin một lượt đăng ký kênh và chia sẻ kênh để em có động lực ra thật nhiều video mới nha.